Tôi không còn nhận ra cô nữa. Cô thay đổi rất nhiều luôn á, Sophia. Tôi là người phải thay đổi thích hợp cuộc sống hiện tại. Còn anh chỉ ngày biết cắm bông, cắm bông. Mà nghệ thuật làm nghệ sĩ của anh còn cơm áo gạo tiền, còn nặng nợ gì đổ lên đầu lên vai tôi hết, anh hiểu không? Nhân sự quá vậy. Tại sao? Tại sao cái lũ lúc nào đàn ông cũng nói cái câu đó anh vậy? Đồ ngốc. Binh. Trạng Nguyên. Ôi! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh Hiệp, ừ. Anh làm cái gì vậy? Ghé chơi. Tại sao anh ghé vô phòng em chơi mà anh không gõ cửa? Ủa cái cửa là cái gì trong cái phòng này? Không. Em ở hoang dã mà đòi có cửa là sao Trạng Nguyên? Anh cũng phải tự hình dung ra được là ở đây chỗ của em có một cánh cửa thần kỳ chứ. Em khờ quá Nguyên. Thôi bây giờ nói về. Hả? Mọi người ngủ hết rồi. Thì giờ đây mọi người ngủ rồi. Dạ có la cũng không ai dậy đâu. Cho nên anh đề nghị ngủ với em một bữa được không? Anh em mình vui vẻ hả hê trong đêm đồ này nọ. Những ký ức tuổi thơ ùa về. Anh tuyệt vời biết bao nhiêu hả? Anh Điệp à. Hả? Em cũng biết là em đến cái lứa tuổi này cần có những cái cảm xúc và trải nghiệm mới. Đúng rồi. Đôi khi bạn bè của em không bao giờ mang lại điều đó được. Anh mới là người mang lại điều đó cho em nè. Nhưng mà nếu em có thể trải nghiệm cùng với bạn bè hay là một người nào đó khác chứ không phải là chồng của chị hai em. Em khùng quá. Anh đừng có những không đề nghị như vậy gì nữa hết á. Dù gì thì qua đêm nay là em mới trưởng thành được. Chúng ta vẫn là gia đình mà. Một đêm thôi mà Trạng Nguyên. Nhưng mà tại sao không lấy tình cảm gia đình một đêm mà em khó khăn với anh Nguyên? Nhưng mà đêm này lẽ ra là anh phải trải qua cùng với chị Sa chứ. Khùng quá, đang gây lộn anh lên đây ngủ của một đêm mà. Đừng có phản ứng như vậy, cả nhà vậy phiền phức lắm. Một đêm thôi mà Nguyên. Em hiểu không? Thì ra là anh với chị Sa gây lộn. Đang gây gỗ nên ngủ một miếng. Là chị Sa không cho anh ngủ trong phòng nữa hả? Phải, giờ ngủ thì gỗ mệt lắm. Làm ngủ ở đây né được bữa nào hay bữa đó. Thì em nể tình, anh là anh rể của em. Hả? Cho nên em mới cho anh ngủ trên phòng em. Nhưng khoan đã. Ủa, cái mảnh giường của em là đang trực thuộc trên đất nhà anh luôn đó Trạng Nguyên. Nhưng dù gì nó cũng là một cái lãnh thổ riêng của em mà. Thì bây giờ anh lên anh đề xuất anh xin ngủ mà. Anh có đòi hỏi anh có làm gì đâu. Nhưng em cần anh giữ với em một lời hứa. Hứa gì? Anh móc méo đi. Anh hứa là anh chỉ ngủ thôi nha. Ừ, anh chỉ ngủ thôi Trạng Nguyên. Em tin anh. Anh cũng tin em. Anh mới gây lộn, não anh yếu lắm rồi. Đừng hành hạ anh bằng những hình ảnh mày tưởng tượng trong đầu nữa. Đi ngủ đi. Ngủ chung ha. Ngại vào lòng anh Nguyên. Vào đây ngủ sớm mày đi học nữa mày. Đi vô đây thằng nhóc này khờ khạo nằm xuống. Anh lo cho mày. Dạ. Đêm nay anh lo cho mày. Nằm xuống. Em biết rồi. Nằm xuống đi.
anh đóng cửa nha. Hôm nay có chỗ ngủ rồi. Mình hãy tưởng tượng là cánh cửa thần kỳ đã đóng lại rồi, được rồi anh. Tối anh ngủ mới được. Dạ. Cái thằng này mày sao á? Mình cứ phải đóng lại hả? Đóng lại để không quay phiền phức gì mình hết á. Rồi. Ngủ ngon. À. Ngủ đi em, anh nha ngủ. Anh có thể chúc em ngủ ngon được không? Chúc cho ngủ ngon. em cũng gửi lời chúc đến anh ngủ thật ngon. Con mày chật chội quá. Điệp, dòm nè, tôi mới cắm mình bông mới nè. Chủ đề cá chậu chim lòng, nhìn coi đẹp không? Đẹp. Dòm ơi. Đẹp, đẹp mặt lắm. Sao nói gì không hiểu gì trơn á. Safia. Dòm ơi. Đẹp. Đẹp lắm. Sao người ta tự nhiên không khí tự nhiên đây. Căng thẳng ha trời. Tự nhiên thấy nóng nực. Đẹp. Ê, đẹp. Đẹp đi đâu đó? Đi lên chốn thành đô đèn hoa rực rỡ. Tụi như Lan và Điệp vậy trời. Nói gì không hiểu gì trơn vậy Safia. Hai người có chuyện gì với nhau hả? Thưa về, thưa chú con đi học. Ê tiếp đi. Đúng ra mỗi bữa con kêu gì bằng chú á, giận á. Mà bữa nay á, không giận. Ai có chuyện nhờ. Sao vậy? Căng quá. Miếng. Tôi như người thừa thải trong cái ngôi nhà này, vô ai cũng ruồn rẫy, ai nói chuyện cứ chắc còn bị đuổi về nữa. Mấy con nói là biến căng dữ lắm. À Điệp với Safia căng. Biến gì vậy? Cãi lộn. Trời đất ơi, hèn chi tôi nói mà. Nhìn mặt ông Điệp hồi đó giờ bạn của tôi biết. Không bao giờ mà có chuyện hằn học trên mặt vậy, trừ khi nào bị bạo hành, bị bạo lực, bị người này người kia đánh vô đầu vô cổ như vậy thế mới. Bạn tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng ba mà đối xử với bạn tôi vậy mà coi cho đành cho đàn được. Cãi lộn mà không có bạo hành. Em mới là nạn nhân của bạo hành gia đình. Trời đất ơi. Chị Sa, lần sau chị có gây lộn với anh Điệp thì chị kêu anh Điệp ngủ dưới đất thôi. Chị đuổi anh ra khỏi phòng làm gì để anh chui vô phòng em ngủ. Nửa đêm ảnh ngáy, ảnh nghiến răng, em đã ngủ không được rồi. Vậy mà tới lúc ảnh mơ, ảnh tùng trưởng vô ngày mỏ em luôn. Ôi trời đất ơi. Bởi ta nói đàn ông trên đời này không phải thấy ai mà ngoài đẹp mã là đi ngủ đẹp đâu. Cái nết ông Điệp ngủ kỳ lắm. Vì rồi đó xưa thì về ngủ chung chị biết mà. Có sao không? Rồi bây giờ sao vô đó? Em dám nhìn mặt bạn bè nữa. Không sao đâu Nguyên. Cái mặt của em bây giờ là nó chỉ có hai vết, trên nàng vết với nàng vết là nó nhẹ lắm, không sao đâu. Thôi đi học đi, đứng đó nói chuyện lòng vòng hoài, trễ giờ bây giờ. Đúng rồi đó, tụi con đi học đi. Trời ơi, bây giờ chị còn nặng lời với em nữa. Đi dạy đi. Thấy mình lạc lạc luôn rồi. Đá vô mỏ hay đá vô não nó mặt nó vấn đề làm sao á. Gì vậy? Tự nhiên la làng cái gì bà? Đi. Đi đâu? Đi nhậu. Chú Chính ơi, sắp qua bên đây đóng cửa nha. Mà đứng thẳng tỉnh cuối. Đừng. Trời ơi, cái gì mà ăn nhậu cho cố. Đừng từ từ ở cái cửa, cái thọt kẹt cái đầu bây giờ. Yêu làm chi? Lẹ hên mơ mi. Vô. Ôi, trời đội điểm à. Vô. Vô, vô. Vô. Vô ghế rồi, vô ghế rồi. Vô đi. Vô, gụ đi. Lên rượu đi. Yêu làm chi? Uống gì? Uống là whisky. Quốc kỳ, ok, đợi cái. Trời ơi, tới mới vậy các bạn trẻ ơi. Tới quá. Quốc kỳ. Yeah.
Nước chuối. Rồi, mệt quá. Mời tới chơi hả? Vô. Mời. Vui vẻ. Vui vẻ. Lần đầu tiên tôi tới đây luôn á. Tôi ở gần đây mà cũng lần đầu tiên chơi tới vậy luôn á. Tại nhà đang có chuyện buồn nên tổ chức chơi cho vui á. Ê, đồng cảm nha. Mình cũng đang buồn các bạn. Buồn chưa. Chơi cho vui. Vô. Buồn quá. Dạ bạn. Hồi xưa con gái ở mình không sao, bây giờ lấy chồng về mỗi lần cãi lộn là buồn. Mà ăn cũng lâu lâu mới cãi mà buồn. Tại đừng có ra mấy đứa nó lỗi là ở phụ nữ. Lúc mới quen là kiểu một con người khác. Nhưng khi đã thích được rồi là một con người khác luôn. Khác luôn bạn ơi. Ê đó chị dây chồng túi nhà cái lộn nói. Chắc đồng cảm. Lúc nào cũng nói bây giờ tôi khác rồi, tôi thay đổi. Nhưng mà không hiểu được cái áp lực của tôi. Cái áp lực gánh lĩnh cơm áo gạo tiền. Lấy chồng gánh cả gian sang. Hiểu không? Hiểu. Vậy là phải nói chuyện lại. Tại vì ở với nhau là phải chia sẻ. Còn ôm một mình là chết luôn. Chia sẻ em nói thay đổi rồi buồn quá. Đây đồng cảm. Có ai mà không buồn mà đi nhậu không? Đâu. Không buồn chuyện này thì buồn chuyện nhỏ. Đi buồn mới đi nhậu. Vô đi. Này, sống trên cuộc đời là nên quản gánh nó đi. Bà vui sống không? Đúng vậy, phải chơi tới với cuộc đời đó em gái. Trời tới luôn. Cô nói em chết. Hay. Em quậy quá. Hay. Hồi xưa vợ em cũng quậy như vậy. Về bớt quậy rồi. Hồi đó quậy. Má, nhỏ nào giống vợ vậy? Giống con nhỏ nhỏ vậy à? Mày, với mày chưa lưu ký rồi. Ủa cái gì vậy? Lật mặt nạ đi, mày dễ dàng vợ tao đúng không? Mày em chút xíu tao hùng mày rồi, mày định gà tao hả? Mày quen lắm. Mày mày dám hùng tao á? Mày nhóc lì lợm này. Mày dám hùng tao á? Lấy thêm rượu. Mày mày hùng đi. Má, nó hùng tôi ra. Hùng nó lại cho má. Đúng rồi. Không để mất mặt gia đình. Mày để em tao xác định được cái mỏ mày chết cái tao. Nổi hôm đó. Cũng có đập quá. Mày chụp mày giống con vợ tao vậy. Có thêm rượu đi. Ủa chứ cái gì vậy? Thêm rượu. Ủa, thêm rượu. Nhân viên gì? Mướn ngộ vậy? Con sao bia đó? Con sao? Ôi, đây... Nhà bà. Dạ, nhà hả? Trời ơi, má cố tình làm ra mấy cái này nè. Tạo cái hiện trường này y như là cái nơi lãng mạn kết dính lại hai đứa bay đó. Đối với má, lãng mạn là phải ra quán nhậu hả? Đúng. Chiều giờ chú tới quá. Còn bây giờ nhận ra là yêu nhau chưa? Mày còn quá về tới nhà rồi thì quề đi. Nói là thay đổi.
mày có thay đổi không? Thì ngày nào mà đồ đạc không thay mà đổi. Nhưng mà mày có yêu nó mà, mày nói mày yêu nó đi. Thì yêu nó tôi mới ở với nó tới giờ này đó bà má. Nghe chưa, nghe chưa con, nghe chưa? Nghe chưa, nghe chưa, trời ơi. Cái gỗ chút đỉnh ơi, bỏ đi thì tôi chơi tới luôn. Nhưng mà mình là đàn ông, mình phải nhường nhịn phụ nữ chứ con. Thì tôi có ức hiếp gì nó đâu. Vậy về quê nha. Có giận thôi mà quê. Giận một hai bữa thôi chứ bỏ rồi gia đình tan nát hả? Nhưng mà không? Bây giờ nói hẳn đi, có thương nó không? Có. Có yêu nó không? Có. Vậy thì hung nó đi. Nữa hả? Nữa. Sao lúc nào cũng gặp. Sao mày cứ đứng ở trong giữa hoài vậy? Hoài đi, cho gia đình yên vui nữa. Trời ơi, con ơi, con ơi. Con ơi. Tán cái đau lắm. Tán sao? Con ơi. Cái tán đó muốn nhưng mà là quê. Quê. Không. Sao bỏ qua rồi? Đây nè, quê là một chuyện. Nhưng má đã cất công mày ra như thứ này. Đúng rồi. Gia đình phải yêu thương. Đúng. Đùm bọc. Đúng. Chơi tới luôn. Chỉ cần nhau vậy thôi. Nụ cười sẽ xóa tan. Đáp bác. Đáp bác mệt quá. Đáp bác. Hả? Chạy đi Tân Nam. Chạy đi Tân Nam. Chuyện về một gia đình luôn vui ca, dù buồn dù vui không xa, chuyện cười chuyện khóc vẫn luôn chan hòa. Hãy sống biết yêu thương nhau, là gia đình thì ta cần chi phải giấu. Làm vợ làm dâu làm mẹ con anh, người cười bảo em hư danh, chẳng mang chỉ biết chúng ta an lành. Yeah yeah, chính em Savia, và chú tìm hoa là Savia.